mẫu SUV chỉ ăn xăng 1 lít, 100 km lộ giá bán, chuẩn bị về Việt Nam cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5. Hôm 10 tháng 8, mẫu SUV nhỏ gọn hoàn toàn mới mang phong cách địa hình của Cherry đã được chính thức mở bán trước. Chiếc xe Exploration 06 hay có tên là Cherry TJ một khi bán ra tại Trung Quốc, đặc biệt, mẫu xe này đã được lên lịch ra mắt và bán vào cuối năm nay tại Việt Nam nhưng dưới một cái tên khác là ZQ7. Giá bán trước của Cherry Exploration 06 ở Trung Quốc sử dụng động cơ xăng sẽ có sự khác nhau. Ở phiên bản dẫn động hai bánh, xe có giá từ 129.900 NDT, tương đương 426 triệu đồng, và giá bán trước của phiên bản dẫn động 4 bánh là 132.900 NDT đến 145.900 NDT, khoảng 436 triệu đồng và 479 triệu đồng. Cherry Exploration 06 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4515 x 1865 x 1680 mm và chiều dài cơ sở 2. 675 mm, mẫu SUV, tân binh, tới từ Trung Quốc sở hữu ngoại hình cứng cáp và vuông vức. Đáng chú ý nhất là logo, cherry, lớn được đặt ở trung tâm lưới tản nhiệt phía trước. Cụm đèn pha được chia làm hai tầng và có thiết kế hình hộp. Trong khi đó, Đèn định vị ban ngày là một dải LED chạy dài, vắt ngang qua mặt ca lăng. Phía đuôi xe có cánh lướt gió lớn tích hợp đèn phanh trên cao. Đèn hậu dạng xuyên thấu và hai ống xả. Đuôi xe sử dụng đèn hậu kiểu xuyên thấu, hình khảm đỏ trắng rất độc đáo, ăn nhập với đèn chạy ban ngày phía trước. Viền dưới được trang trí bằng chrome cùng màu với thân xe trông rất năng động, ống xả thiết kế ẩn.